quý vị, ngày 8 tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét kỷ luật đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong theo đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Bộ Chính trị nhận thấy Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước. Xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật, một số cán bộ đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố và một số sở ngành bị xử lý hình sự. Về cá nhân ông Nguyễn Thành Phong, trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đã vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định về trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban cán sự Đảng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021, chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Bộ Chính trị đánh giá vi phạm khuyết điểm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Nguyễn Thành Phong đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền, sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong. Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong, đề nghị các cơ quan chức năng kỷ luật về hành chính theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân đã bị kỷ luật Đảng. Trước đó, tại kỳ họp 16, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Thành Phong do các vi phạm của Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 mà ông Phong là người đứng đầu. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài chính, tài sản nhà nước. Xảy ra nhiều vụ án, vụ việc trên địa bàn thành phố, nhiều tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban nhân dân thành phố và các sở ngành bị xử lý hình sự. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá những vi phạm đã gây hậu quả nghiêm trọng, khó khắc phục, làm thất thoát rất lớn tài sản ngân sách của nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy và chính quyền địa phương. Ngoài việc đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Nguyễn Thành Phong liên quan tới sai phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời kỷ luật khiển trách ông Võ Văn Hoang, thành ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thành Phong sinh năm 1962, năm nay 60 tuổi, quê quán tại Bến Tre, trình độ tiến sĩ kinh tế. Ông Phong là ủy viên Trung ương Đảng từ khóa 11 tới nay. Từ năm 2009, ông Phong là Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Từ năm 2015 đến ngày 20 tháng 8 năm 2021, ông Phong là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Từ ngày 20 tháng 8 năm 2021 tới nay, ông Nguyễn Thành Phong giữ chức Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương theo sự phân công điều động của Bộ Chính trị. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại bình luận, đăng ký kênh và bấm vào nút chuông. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.